bạn em mà tí nữa bạn em hát là mình cho cái mặt này là phải gọi là như người mẫu luôn. Ôi nay bây giờ phát triển thế này nè, kiếm bột giờ phát triển thế này rồi nè, hàng hiếm mồ ôi bây giờ mình chả xuất đạo con trong tu địa mình sẽ con cơ về dễ lắm bên hiểu miệng thế à phụ điều đó chuẩn hùng cái tao tao cho tao hải trong miệng xe đi giờ hẳn nặng nguyện yêu bố mẹ thêm cái tao cũng hẳn nặng hải trong nguyện yêu bố mẹ chân là bị theo quê đi nhỉ. Bà là hải trong xin tên tao trong vừa vừa ha chân con này đúng ấy chiêu bé tao hai nhổ hai nay ủ lụa giờ tuổi nào á ở quán xe nó có thân gần gần này nhiều á vẫn là gọi tại như khi cha thấy đếm tiểu tàu như kẻ tè tàu ao với cái này mùa mà phải với tổ yến hiu tàu như bạn em tàu như kẻ mà tàu như kẻ nhâm cố sẽ được khai nhâm như kẻ bé tàu như kẻ bé kẻ bé thao ở tại nhà cô chị phun nhựa rồi cái gần gần này bữa xuống cái tiền này to cái gì vậy tiền khai bé mày khai bé vậy mày cái như hiểu mà khai giò này cái đó anh kiểm phát chao em mày mơ ôi ôi cha tè quân siêu lõm bẩn con câu rồi cái lên lên và nạ tiêu chỉ có dùng một thầy mình dùng vậy anh thấy gì là thế mà dùng mà giờ giờ chọn như thế toàn thâu cả ừ tao với nhau tuần nào liều rồi cái đồ đồ này trong một tay áo nữa em tin cha em một tiêu này mà đi con liền như tuần nào ấy mà có mấy tiền giờ cho nó giả xin hắn ờ về con nó em tao có vậy ừ tao với cái này à sẽ tiêu giờ giờ bữa chung tài chơi chơi chỗ ăn cả tiêu mà xây cái gì chỗ ừ tao về hiểu hà này luôn ông kia mua mẹ quả sơn hoa ngon gan cả này coi nói đi hát một bài xem nào dân tộc coi à hiện mai tao mảng luôn như là tao ha nhé 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 có chị phun mê bây giờ chuyên mau vậy ạ chuyên chưa bùi em ạ có đúng vậy và anh nhớ cái cha kia làm gì nhé anh cho quay nhé cháu nữa mất là tại cha bao lâu đấy à cô mà cái bữa chơi đồ chơi ô cái này hắn này khô bữa phạm lụa cô nhớ nó tài theo lại con dùng ai ngay dễ miệng rồi miệng mình chạy ở rồi mình xe nhà rồi nông rồi mà cáo ấy liều mà tao thiếu à không biết mai hô hô mai bịa mai giờ nó tại sao tốn du kỳ nhân à em nói đều để anh phát trực tiếp tí gọi là rực rỡ lên xem nào chuột liêu đồ này bé quả kia ăn cứ nhớ phút tính tô nghe là có phun ra tại nhà có chén này chén rồi cho con quẩy wow hát hay bài mình đã à giờ họ bên hồ chén pháo như chén đôi tôi đi bây giờ phát trực tiếp ha phát rồi em ta tàu có gì không đang tay như cái tên này, cứ mà cái điện thoại này sắp bữa sắm tung đi ai mà ngày hết cả bên nhà cứ gửi đây này. Lao lao đã phun là mai ê. Mình giỏi thì mình sợ gì?
giỏi thôi ta cứ chịu kia yên ta em gái này cứ cứ chịu liên liên này cứ chịu y tàu cá này cũng khổ chẳng chịu có phải không em có hà liền cáo mày kia cáo đây mà vào ốm thần mà đùa làm gì phải con á vịch thằng lão tọ cố gắng tự nhiên ma vẽ bùa giờ có hai mình hút cái gì bố mày mò ra lùi chuông này thầy giáo sư nói bố lục thi này kìa thầy giáo sư lục thi hay là nếu nào dùng mà lục thi kìa bố tao miền tây nhuận hè hè về bố hà nội quan đến đít liu à hà tông đi à tôi cái đồng sĩ thiếu luôn ngại giờ tao thu luôn mà giếm tao ông tao phải dính chứ nó tụm nào tụi ấy chạy hiu tụm nào vậy ông có khế khế này đi kia chùa mà có vui chưa nó qua thì này rồi nó qua thì nó qua phải yêu anh tèo mà cứ mãi như thế thở quen quen như thế này là như quay y chiều luôn sợ tự nhiên quay camera 2 triệu luôn tháng tòa chiêm mà chiêm mà nghe nè ấy à nó cái kia trúng này thế mà này, ấy ya, mẹ nuôi thì cười hơi bị tươi nha. Tươi ạ. Đây em bạn áo cam. Vừa trẻ và vừa đẹp nhá, nhưng mà hơi bị biết nói hát lượn dân tộc là hơi bị giỏi nhá. Nó phát trực tiếp rồi. Quả nó phải miệng đẹp hả? Phát trực tiếp là phải mà chẳng đấy. Thôi các bà chẳng khả lý yên, bóng khả lý yên, em mà khởi em hồi. Bụt bụng sánh cái bụng. Yêu nhiên. Với cái tẹo, mờ cô ấy, cái nèo. Chẳng khả lý yên, em mà hiểu rồi. Nếu mấy con mẹ thì chẳng hỏi bút tôi miền phê dính là điện thoại thế mà tao con rồi mà đủ tao ôm con ha bé tia mà điện thoại ạ con mà kệ rồi hả cô quá tại kỵ nữa nó vừa giảng tụ phong trang nó hình cái tài vậy